xin kính chào các quý vị xin kính chào các thầy và xin chào các bạn liệu ông trump có thể thành công không phải là không thể nhưng cơ hội là rất rất nhỏ trước hết tổng thống sẽ phải lật ngược kết quả ở nhiều tiểu bang nơi mà ông biden dẫn đầu từ hàng chục nghìn phiếu bầu đến hơn 100.000 phiếu bầu. Đây không phải là năm 2000 khi mọi thứ chỉ liên quan đến khác biệt vào 100 phiếu ở một tiểu bang Florida. Hơn nữa, nhiều tiểu bang mà nhóm pháp lý của ông Trump đang nhắm vào như Michigan Wisconsin, Pennsylvania và Nevada có các thống đốc đảng Dân Chủ sẽ không ngồi yên trong khi tất cả điều này diễn ra. Áp lực ngày càng đè nặng lên ông Trump khi các đồng minh thân tín của đảng Cộng Hòa lên tiếng khuyên ông nhận thua để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. Chúng ta xem bang thứ nhất, Pennsylvania. Tại Pennsylvania, chiến dịch tranh cử của ông Trump đã thua kiện tại tòa án bang để đòi loại bỏ hơn 2.000 lá phiếu bầu qua bưu điện. một thẩm phán Hoa Kỳ vừa bác bỏ vụ kiện do chiến dịch tranh cử của Donald Trump tìm cách vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu qua thư ở tiểu bang Pennsylvania, một tiểu bang chiến trường quan trọng. Thẩm phán quận là Matthew Brand nói tòa án đã được trình bày với những lập pháp lập luận pháp lý khiên cưỡng mà không có cơ sở. Đây là đòn mới nhất giáng vào ông Trump, người đang cố gắng lật ngược lại thế thất bại của mình trong cuộc bầu cử tổng thống ngày mùng 3 tháng 11. Thẩm phán Pennsylvania đã nói gì? Trong phán quyết dài 37 trang hôm thứ bảy, thẩm phán Brand viết rằng Phe Trump đã tìm cách tước quyền của gần 7 triệu cử tri. Ông ấy nói, tòa án này đã được trình bày với các lập luận pháp lý khiên cưỡng mà không có giá trị và các cáo buộc suy đoán. Tại Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ, những luật luận này không thể biện minh cho việc tước quyền của một cử tri, chứ chưa nói đến quyền của tất cả các cử tri của tiểu bang đông dân thứ sáu. Đấy, ông thẩm phán đã viết như vậy. Tại Pennsylvania, tiểu bang có 20 phiếu đại cử tri. Ông Biden đang dẫn trước ông Trump hơn 80.000 phiếu với 99% số phiếu đã được kiểm. Kết quả cuộc điểm phiếu và việc đếm phiếu của tiểu ban dự kiến sẽ được chứng nhận vào ngày hôm nay. Bang thứ hai là bang Michigan. Cơ hội của tổng thống Trump thu hẹp khi Michigan ủng hộ chiến thắng của ông Biden. Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối mặt với một bước lùi mới trong nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử khi các nhà lập pháp Michigan cho biết họ sẽ không tìm cách hủy bỏ chiến thắng được dự đoán của ông Joe Biden tại bang này. Hai nhà lập pháp cam kết sau cuộc họp tại Nhà Trắng sẽ tuân theo quy trình bình thường trong việc xác thực phiếu bầu bang thứ ba bang georgia chiến thắng của tổng thống đắc cử joe biden ở georgia được xác nhận qua cuộc kiểm phiếu lại trong khi đó các nỗ lực thách thức pháp lý của các đồng minh của ông trump ở ba bang đều bị bác bỏ Ông Biden đã đánh bại ông Trump ở Georgia bằng 12.284 phiếu bầu theo cuộc kiểm tra mà luật tiểu bang yêu cầu. Ngoại trưởng Georgia Brad Raffensperger cho biết việc kiểm tra bằng tay các lá phiếu không làm thay đổi chiến thắng của ông Biden tại tiểu bang này. Ông Ravensperger nói trong một tuyên bố như thế này. Cuộc giả soát phiếu trên toàn tiểu bang đầu tiên trong lịch sử của Georgia đã tái khẳng định rằng hệ thống bỏ phiếu an toàn của bang đã đếm chuẩn và cho kết quả chính xác. Đây là một sự ghi công cho việc làm khó khăn của các quan chức bầu cử quận và địa phương của chúng tôi. Những người đã nhanh chóng tiến hành và hoàn thành nhiệm vụ quan trọng như vậy trong một thời gian ngắn. Những đảng viên Cộng hòa đã thua vụ kiện cuối cùng của mình tại Georgia khi tòa án bác bỏ nỗ lực của họ trong việc chặn chứng nhận kết quả. Dự kiến sẽ xảy ra vào thứ Sáu Bang thứ tư tại Arizona, một thẩm phán đã bác bỏ đơn kiện do Đảng Cộng Hòa của bang đệ trình vào tuần trước để có một cuộc rà soát mới đối với các lá phiếu ở quận Maricopa, bao gồm cả Phoenix, thủ phủ và thành phố lớn nhất của bang. cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton đã nói ông Trump chỉ đang câu giờ. Ông ấy đã lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Donald Trump thách thức kết quả bầu cử, cho rằng nhà lãnh đạo đang gây ra tổn hại chính trị. Ông ấy nói ngày 22 tháng 11 như thế này. Tôi nghĩ ông Trump như đang ném đá qua cửa sổ. Tôi nghĩ về mặt chính trị, ông ấy giống như người bạo loạn ngoài đường phố. Ông ấy ý ông ấy nói là tổng thống đang cố sức phá hoại cuộc bầu cử. Ông Bolton nhận định tổng thống Mỹ đến lúc này đã từ bỏ các vấn đề pháp lý phía ông Trump thất bại trong gần như mọi đơn kiện. Điều nhà lãnh đạo nhắm đến lúc hiện nay là tác động lên đại cử tri đoàn. Ông ấy đang kéo dài thời gian hết mức, hy vọng một điều gì đó sẽ xảy ra. Đây không còn là hành động pháp lý nữa. Khi những nhà lập pháp Michigan được gọi đến phòng bầu dục rõ ràng đây là hành động bằng quyền lực chính trị thuần túy Đó, ông bolton đã nhận định như vậy khả năng đại cử tri đi ngược lại kết quả bỏ phiếu phổ thông tại các bang chọn ông trump thay cho cựu phó tổng thống joe biden vẫn khó xảy ra nhiều bang có quy định xử phạt hoặc ngăn đại cử tri bỏ phiếu cho ứng viên khác kết quả bầu cử bang thứ năm bang virginia trong một phần phỏng vấn khác ông thống đốc larry hogan của bang virginia cũng chỉ trích sự can thiệp từ tổng thống trump lên tiến trình đại cử tri Ông ấy chia sẻ cảm thấy xấu hổ khi không nhiều thành viên trong đảng lên tiếng. Tôi thấy việc tạo áp lực lên các nhà lập pháp để thay đổi kết quả ở đại cử tri là rất đáng phẫn nộ. ông ấy nói như vậy. Phần bang thứ 6 là thống đốc Maryland ở Đảng Cộng Hòa Đấy, thuộc đảng cộng hòa đấy ông larry hogan trong một bài đăng trên twitter đã thẳng thắn khuyên ông trump đã đến lúc ngừng chơi gôn và nhượng bộ ông thống đốc larry hogan nói hôm chủ nhật rằng những nỗ lực tiếp tục nhằm lật ngược kết quả bầu cử của phe trump đã bắt đầu khiến chúng ta giống như một nước cộng hòa chuối cộng hòa chuối tiếng anh là banana republic là một thuật ngữ khoa học chính trị dùng để chỉ quốc gia có nền chính trị bất ổn là một thuật ngữ mang thái độ miệt thị đối với nền độc tài hèn hạ xúi dục và ủng hộ cho văn hóa lót tay lại quả áp lực ngày càng đè nặng lên ông trump khi các đồng minh thân tín của đảng cộng hòa lên tiếng khuyên ông ấy nhận thua để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống donald trump đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các thành viên thân tín Đảng Cộng Hòa. Khi loạt nghị sĩ khuyên ông Trump thừa nhận thất bại và để quá trình chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden được bắt đầu. Hôm 22 tháng 11, hai nghị sĩ Lisa Murkowski và Kevin Kramer, những đồng minh trung thành nhất của ông Trump đấy, đã kêu gọi ông bắt đầu quá trình chuyển tiếp sang cho ông Biden đi. Đã quá thời gian để bắt đầu quá trình chuyển tiếp. Ông Trump nên hợp tác. Joe Biden cuối cùng sẽ giành được chiến thắng. Đó, ông thượng nghị sĩ Kevin Cramer đã nói như vậy. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Pat Toomey đã chúc mừng chiến thắng của ông Biden. Đồng minh của ông Trump dường như đã mất kiên nhẫn về cuộc chiến pháp lý mà ông ấy đang triển khai. Lên tiếng sau khi ông Trump nhận một thất bại pháp lý khác ở Pennsylvania. Hôm 21 tháng 11, thẩm phán liên bang bác đơn kiện từ chiến dịch tranh cử của ông Trump tại Pennsylvania. Theo đó, thẩm phán Matthew Brand mô tả khiếu nại từ chiến dịch của ông Trump là những lập luận pháp lý gượng ép với những cáo buộc mang tính phỏng đoán và không có giá trị. Lời kêu gọi của các thành viên Đảng Cộng Hòa cho thấy Ngày càng nhiều người ủng hộ ông Trump thừa nhận ông Biden đã thắng cử. Cho rằng việc trì hoãn chuyển giao quyền lực có nguy cơ cản trở các chương trình quan trọng như phản ứng của Mỹ đối với đại dịch Covid-19. Một đồng minh nổi tiếng của ông Donald Trump đã thúc giục ông ấy từ bỏ nỗ lực lật ngược lại kết quả. Của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Phát biểu với chương trình This Week của ABC hôm chủ nhật, ông Chris Christie, cựu thống đốc New Jersey đã nói: Thành thật mà nói, hành vi của đội ngũ pháp lý của tổng thống là một xấu hổ quốc gia. ông nói đội ngũ tranh cử của ông Trump thường thảo luận về gian lận bầu cử bên ngoài tòa án. Nhưng khi họ vào bên trong phòng xử, họ không cho thấy có gian lận và họ không tranh luận gian luận. Và ông ấy nói, tôi là người ủng hộ Tổng thống. Tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy hai lần. Nhưng bầu cử có hậu quả và chúng ta không thể tiếp tục hành động như thế. Như thể điều gì đó đã xảy ra ở đây trong khi nó đã không xảy ra. Ông Christie là thống đốc đầu tiên công bố tán thành ông Trump là ứng cử viên tổng thống vào năm 2016. Ông cũng giúp ông Trump chuẩn bị cho các cuộc tranh luận của ông với ông Biden vào đầu năm nay. Và ông đã chỉ trích bà Sydney Powell, một luật sư xuất hiện với nhóm pháp lý của ông Trump trong cuộc họp báo hôm thứ năm. Người không cung cấp bằng chứng nhưng nói rằng các hệ thống bỏ phiếu điện tử đã chuyển hàng triệu phiếu bầu cho ông Biden và Biden cũng thắng nhờ tiền cộng sản Hôm Chủ Nhật, chiến dịch tranh cử của ông Trump đưa ra tuyên bố tách rời khỏi bà Powell và nói rằng bà hành nghề luật sư riêng và không phải là thành viên của đội pháp lý Trump. Nhưng một twist từ tổng thống Trump đầu tháng này đã nêu rõ bà ấy là một phần của đội ngũ pháp lý. Hôm Chủ Nhật, các đảng viên Cộng hòa khác cũng thúc giục Tổng thống Trump nhượng bộ. Dân biểu Michigan Fred Upton nói với CNN rằng các cử tri ở tiểu bang chiến trường của ông đã phát biểu bằng cách chọn ông Biden. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bắc Dakota Kevin Kramer nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC rằng đã trễ hạn để bắt đầu một quá trình chuyển đổi. Mặc dù ông ấy không nói hẳn ra là ông ấy chấp nhận chiến thắng của Biden. Xin chào tạm biệt các quý vị, các thầy và các bạn. Cảm ơn các quý vị, các thầy, và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào, tạm biệt xin cảm ơn